lấy nước này, ghe chở cát bây giờ này tận dụng lấy nước đi vào phía sông Cổ Chiên, độ mặn nó giảm ít hơn. Lấy nước về đây tận dụng một phương tiện để lấy nước. Sông cái kênh Chợ Lách này nối giữa sông Tiền với sông Cổ Chiên, cho nên đây là cái đường lưu thông huyết mạch từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, đi qua con sông này. Con kênh này dài khoảng 6 km nối giữa sông Tiền. Xà lan thường là chở cát, là nay trưng dụng chở nước rồi. Thì ra này có cả 100 khối cho những biết được. Chở cát này chở nước. Chiếc kia hôm qua này chở cá chở nước ở liền tuần rồi, chuyên nghiệp rồi. Chiếc kia to hơn nữa. Đi ngang đây là chở nước về trời cho thành phố Mỹ Tho. Thường mấy cái này là chở xi măng. Đây, chở xi măng nè. Mình sẽ theo chân các xe đi lấy nước. Đây là một cái điểm lấy nước ở trên sông Cổ Chiên. Giờ mình cùng đi nha. Lấy nước
này đang tự lấy xe là lớn á. Điểm lấy nước ở đây nằm ở trên cầu sông Lu. Đây tự lấy hả? Tự bơm lên hả? Tự bơm lên hả? Tự bơm lên hả? Để ở đâu đi lấy? Chỉ lấy theo Vĩnh Thành. Hôm nay có đo không? Buổi sáng này bao nhiêu hả? Có đo độ mặn không nhiêu? 25. Rồi được rồi, an toàn rồi. Đi chở đi đâu vậy cô? Đâu có cái này. Cái này là đi ghi nhận cái coi coi nông dân mình giải quyết cái vụ hạn mặn này ra sao. Rồi buôn bán cái chuyện đó bình thường, đâu có chuyện giấu nước cấp. Này những nhà nông thôn thì người ta giúp cho mấy cái xe đến lấy nước thì tiền bơm điện khoảng vài ngàn đồng á. Cái xe này ở vùng dưới cách đây chừng khoảng 10 cây 15 cây số đến để lấy nước. Tiền bơm xe vậy thì trả tiền điện khoảng 5 ngàn. Mình có xe thì chủ động được cái phương tiện ghé cũng đi lấy nước rồi. Ở ghé đấy rất phương tiện. Coi cầu Dị Văn, một trong những điểm lấy nước ở xã Vĩnh Bình, chủ động lấy. Xe này khoảng chở cái chục khách.